giờ là 5 giờ 38 phút sáng cả nhà. Ngày tiếp tục bắt đầu cuộc hành trình thôi. Ở một nơi buổi sáng có tiếng chim kêu. Đã quá cả nhà. Mọi người ơi, để săn được cái khung cảnh đẹp nhất ở khu vực trên đồi mây này á, thì Hạnh với chị Vân đã đi từ lúc 5 giờ 30 sáng, thì lên đây Hạnh lên đây tầm khoảng 6 rưỡi, thì bây giờ bắt đầu sương sương nó tan, sương nó tan đi á thì nó sẽ lòi ra những cái núi nè, núi đồi với lại là mây á, mây bay bay lơ lửng ở khung khung trời á, thì nó cái view nhìn cực đẹp luôn. Và buổi sáng mọi người lên đây á, vào mùa này á thì không khí nó mát, nó se se lạnh chút thôi chứ không có lạnh lắm. Ở đây này không cao như bên kia. Còn khi mọi người lên đây á thì đa số anh thấy á, cái đồi chè ở mùa này á thì nó không được xanh mướt mướt. Nếu anh chị muốn đi mà cái đồi chè mà đẹp nhất thì anh nghĩ đi vào cái mùa mưa á. Mùa mưa thì nó sẽ lá non của chè á, nó sẽ đâm chồi nảy lọc và nó sẽ rất là đẹp. Còn mùa này thì anh thấy lá chè ở đây nó cũng coi như là nó cũng cằn cỗi hơn rồi ha. Rồi với lại mọi người, khi mọi người đến đây á thì mọi người nhớ là book phòng trước, và khi mọi người muốn đến đây mà ăn chơi gọi như là để có một cái cuộc chơi vui nhất á, mọi người nên đi một nhóm, anh nghĩ đi một nhóm tầm 5 đến 10 người lên đây thuê một cái thuê nguyên khu này luôn. Mình ở đây vừa cắm trại, mình vừa cắm trại nè, vừa đốt lửa trại, vừa picnic lên này với bạn bè hoặc là người nhà mình, đi nguyên gia đình lên đây. Nếu mà Hạnh có điều kiện thì Hạnh sẽ dẫn nguyên gia đình lên đây, mình sẽ ở trên này một ngày một đêm để mình cảm nhận được hết là cái không khí lạnh trên này, cái độ mát mẻ và ngắm view buổi sáng và ngắm mây. Có thể là nhiều 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 người á, người ta ở dưới đồng bằng quen rồi sẽ không thấy được những cái cảnh đẹp núi rừng hùng vĩ này, thì có thể anh làm video này sẽ giúp được mọi người thấy được cái núi rừng hùng vĩ. Và có thể khi mà mọi người đến đây á, mọi người tìm lại cảm giác bình yên cho mình ở khu vực này. Còn có thể ở dưới thành phố phố thị tấp nập thì nó không có làm cái đầu óc mình thư giãn, thì mọi người cứ lên đây, đây là một địa điểm mình thấy là khá tuyệt vời anh chị. Tuy có điều là mình đi vô trong cái đường trong này thì nó hơi vất vả chút, tính ra từ cái ngoài ngoài đường lộ đây chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ, và đường thì nó cũng hơi xấu, xe hơi vô được, nhưng mà xe hơi thì mọi người đi thì dùng xe hơi địa hình ha, còn xe hơi mà mắc mắc tiền đi vào đây xót lắm, cực kỳ xót luôn. Nên là mọi người đi vào đây á, nếu mà đi phượt càng đi đi phượt thì càng tốt, đi phượt càng tốt, còn không thì mình dùng xe thuê xe chạy đến đấy ha. Khung cảnh ở đây anh quay một số cho mọi người xem thế như thế nào, đẹp như thế nào ha. Cả nhà thấy cái view của chị Vân đang đứng đây cực đỉnh không? Thì mọi người Khu này là đồi mây là đẹp nhất khu vực Lộc Thành hiện tại đó. ở đây chị Ở đây ở khu Lộc Thành này là có hai địa điểm nổi tiếng. Ở cái khu vực gọi là sườn nam của núi Đại Bình á là Linh Quy Pháp Ấn và đồi mây, là hai chỗ gọi là chill nhất khu vực sườn sườn nam. Còn ở bên chỗ sườn đông á là chỗ Bình Minh Camping á, Bình Minh Homestay á, đó là sườn bắc nhìn trực diện về thành phố Hậu Lộc. Nhưng mà nếu mà nói về cảnh quan mà để cho vừa khai thác săn mây rồi với lại yếu tố mà thiên nhiên nhiều á, thì khu khu đồi mây này là đạt chuẩn 10 điểm. Đấy. Ok, cảm ơn chị gái nhiều nha. Thì ở đây á, là chị Vân là dạng thổ địa nha các anh chị. Còn Hạnh chỉ là lên đây được mấy mấy chị yêu ái dẫn đi thôi. Còn nếu mà mọi người muốn lên đây á, thứ nhất là bởi vì ở cái homestay này là cũng là bạn của chị Vân luôn. Thì nên là mới biết được những cái địa điểm này. Cho khi mọi người chưa lên đây thì mà ít ai biết được cái vị trí này lên lắm. Ha. Mọi người lên đây
check in với lại là làm cho mình một cái bộ video để có những trải nghiệm thú vị ở khu vực này, thật cực kỳ tuyệt vời. Phía trong cái xe này cũng là một cái nhà để ở luôn nè. Không biết ở trong này thì ngủ thì nó có bị nóng hay không thôi. Chắc khí hậu trên này thì không có nóng đâu. Ngủ trong này rất là phiêu. Mọi người thử cảm giác ngủ trong xe lần nào chưa? Nên bỏ giày mình vô tận cảnh trong. Ở đây có điện, cái đồ đầy đủ. Có toilet luôn nè. Có toilet cái đầy đủ. Ở lên đây ở trong xe thú vị á bộ. Theo anh thấy thì ở đây được gọi là cũng là xem là cực phẩm đó cả nhà. Thì mọi người đứng ở đây nè, nắng nó chiếu vào, khi mà hồi nãy gió xe là lạnh, nó bây giờ nó ấm dần lên thì cảm giác nó rất là phiêu. Còn để mà diễn tả hết cái đồ đẹp và cái không khí ở đây thì thực sự thì mọi người phải tự lên trải nghiệm, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cảm nhận riêng. Còn Hạnh thì anh thấy đây tuyệt vời rồi, mình bỏ khoảng cỡ 30 phút chạy xe lên đây thì quá hợp lý rồi. Mọi người ở đây thì mọi người lên, nếu mà đi cắm trại thì nhớ vô như đặt trước, chứ còn không thì lên ở đây sẽ đóng cửa, bởi vì có đặt thì mình mới chủ tới mở cửa được. Chứ không phải lúc nào ở đây, không phải khu dân cư đông đâu, rất yên tĩnh, cuộc sống rất là yên bình cả nhà. Bây giờ thì hai chị em Hạnh sẽ đi qua bên đồi chè bên kia, tiếp tục cái quay để hoàn thành video khung cảnh đẹp nhất ở khu vực Bảo Lộc cho cả nhà cùng xem nha. Chị em mình đã di chuyển qua đường lên Linh Quy, nơi mà cổng trời của Sơn Tùng mà MTB quay MV đó cả nhà. Giờ mình đi lên, mình gửi xe dưới nè, sang leo bộ lên. Thiền môn thanh tịnh. Đó giờ ít leo núi, bây giờ leo lại chắc đuối. Chị Vân ơi, chị có biết về lịch sử của cái này không? Chị cũng chẳng nhớ năm của chùa này nữa, nhưng mà biết là người sáng lập ra là thầy Thích Minh Thành. Thầy cũng còn khá là trẻ đó. Thích Minh Thành. Đây là đường lên chùa. Mình nghe tiếng xe
Ủa hồi nãy là cái đường dưới cái chạy lên được á chị? Hồi nãy xe mình kéo chạy đằng kia luôn. Mà đường kia chạy lên là không quay được những cảnh đẹp như thế này. Nè, nè trúc hả chị? Hai bên đường lên chùa là trúc xung quanh. Giống như vô rừng rú vậy. Vườn trúc. Lên núi Phật xin giữ tôn nghiêm. Ồ, nhìn cái hàng tre mát ghê. Trời, lên cục trời không? Ê, đi lên chị. Hãy vô lại Phật trước đi. Để em vô đi. Chị... Ok chị. Hay là chị cầm giùm em cái này đi. Em vô em lại Phật. Đây là chánh điện của chùa đó cả nhà. Chị bỏ dép vào lại chút đã. Bây giờ cả nhà cũng hạnh đi lên trên cái rồi là cổng trời nha hả, cổng trời nơi mà cực đẹp luôn. Trong này là chùa nè, hồi nãy ở kia chánh điện, còn đây là chùa. Người ngu nghĩ mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Người ngu tưởng mình có trí, thật xứng đáng gọi trí ngu. Kinh Pháp Cú. Đây có nhiều câu hay lắm cả nhà. Quá khứ đã đi qua, tương lai chưa đến, hãy quán chiếu sự sống trong phút giây hiện tại. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đây có tượng Phật ngồi đang ngồi thiền ngồi này. Môi giờ. Mình tiếp tục đi ha. Có là đó đang đứng dưới rồi. Đã lên chung hết đi. Rồi bên Ngọc với... Đây đi lên trước đi rồi đợi. Ở đây anh thấy nhiều anh chị cũng ở khắp nơi về. Mấy anh chị này. Mình ở Sài Gòn xuống à. Em cũng ở trên đấy. Anh ở quận mấy ạ? Ở quận 8. Quận 8. Em ở Gò Vấp. Em nhà... ở Sài Gòn đúng không? Không, em thì
quê nhà em ở Bình Thuận. Còn gốc gốc thì em ở Quảng Nam. Em ở thị xã La Ghi anh. À La Ghi hả? Dạ. Yeah. Chắc là du lịch, chắc mọi người ra biển thì chắc cũng biết La Ghi. La Ghi Phan Thiết á, Phan Thiết nữa. Từ chỗ em ra Phan Thiết 60 cây. Quãng đường cũng khá xa cả nhà ơi. Leo vào bị đuối. Sau một hồi lội bộ đám đuối thì mình cũng đã tới nơi rồi. Lên đường nào vậy anh? Lên đường nào hả? Dạ cảm ơn anh. À, mọi người ơi, theo Hạnh thấy thì cảm nhận thì nếu mọi người đi vào sáng sớm á thì khu vực dưới này nó hơi sương mù thì mọi người không thấy được toàn cảnh khu vực. Còn nếu mà mọi người đi vào lúc khoảng cỡ bây giờ hiện tại là 9 giờ sáng nè thì mọi người sẽ nhìn ánh mặt trời chiếu xuống á, sương sẽ tan hết mà mọi người nhìn cái cảnh này dưới á, rất là xanh mướt, rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Mà tia hơi nắng một chút. Hạnh nói chung mình đang cố gắng đứng ngoài nắng quay cho cả nhà xem, bởi vì cũng chịu, mình lỡ đen rồi thôi, cho đen thêm chút mà cũng không sao. Đó là Hạnh quay một vài điểm ở đây rất là sát cho cả nhà xem ha. Còn ở trên này là tượng Phật, mọi người có thể lên đây cúng bái lại, là một nơi rất là tôn nghiêm. Còn lên đây mình có thể kiếm được những cái bức ảnh gọi như là không có thể được xem là không ở nơi nào có, ít nơi nào có được cái khung cảnh như thế này. Ở đây lên mọi người lên vườn trúc rất là đẹp. Xem thì sau 3 ngày 2 đêm trải nghiệm ở Bảo Lộc đi, Hạnh vừa đi công việc đến này rồi vừa làm những video về khám phá Bảo Lộc cho cả nhà cùng xem, thì Hạnh thấy một điều á là ở đây là có thể là khu vực thành phố mới nổi và có rất nhiều địa điểm du lịch cho mọi người đến đây. Hạnh thì Hạnh mới đi được một ít thôi chứ chưa nhiều đâu, chứ còn để mà khám phá hết thì thực sự rất là nhiều. Mọi người Hạnh gặp rất nhiều anh chị ở đây rồi thì thấy mọi người ở đây, dân ở đây luôn á, mà mọi người cũng chưa đi hết nữa, huống chi mình ở xa mình lên. Nhưng mà được cái mọi người là khi là đi du lịch ở đây á thì giá sẽ thấy, Hạnh thấy cảm thấy giá cũng khá là rẻ anh chị, cũng là giá sinh viên chứ không có quá là mắc đâu. Ví dụ như anh chị mà đi hành tính thôi, nếu mà đi với 3 ngày 2 đêm á thì tầm khoảng 1 triệu bạc thì mọi người đi rất là vô tư ha.
lên đây mình có rất nhiều địa điểm check-in. Ở đây khí hậu thì không quá lạnh như Đà Lạt nhưng cũng rất là êm dịu, rất là mát ha. Rồi quán cà phê đây này cũng có rất nhiều quán cà phê này đẹp, cũng như quán cà phê Hành đang ngồi nè, cũng có không gian khá là đẹp, rất là đẹp. Không gian sách, không gian về cái những cái view đẹp rất ok. Rồi ví dụ như bây giờ mọi người đi du lịch với 1 triệu ở Bảo Lộc đi, mọi người tính vậy, anh tính cho mọi người xem ha. Ví dụ 1 triệu đi thì lên đây á mọi người tìm cái phòng Hạnh, Hạnh đang thuê cái phòng khoảng cỡ ví dụ 170 một ngày đêm, 170 ngàn. Thì cho nếu mọi người đi một người đi là đi 3 ngày đúng không, thì 3 ngày thì rơi vào khoảng 501, 501 đúng là 501. Thì mình còn lại 459, 459 mình chơi được gì ở ở Bảo Lộc này. Thì tính về mức độ ăn uống á, thì ở đây cũng không có nhiều đặc sản mà uống đâu, nó chủ yếu là cũng món ăn bình thường ở các nơi khác thôi, ví dụ như là bún riêu, hủ tiếu, nem vang hay là cơm tấm này nọ, rồi những cái món ăn lề đường, bánh tráng nướng này nọ gì đó. Đó cũng không có gì đặc sắc lắm về món ăn, nhưng ra được cái cảnh đẹp. Thì Hành cho ăn mỗi người ăn mỗi ngày thì ăn uống này nọ thì 100 ngàn đi, thì 3 ngày hết thêm 300 nữa ha. Rồi mọi người thêm uống cà phê đây đó, thì cứ ly cà phê mỗi ngày mọi người uống một địa điểm đi, Hành cho uống một địa điểm đi, thì cho ly cà phê 20 đến 30 ngàn đó, nước 30 ngàn thì 3 địa điểm hết 90 ngàn rồi đó, thì tầm khoảng cỡ gần 1 triệu ha. Mình còn nếu mình đi đi xe của mình á, thì mình bỏ thêm tiền xăng nữa. Nếu từ thành phố Hồ Chí Minh chạy đến đây á thì xăng hiện tại đang mắc á, thì tầm khoảng cỡ 100 ngàn, 100 ngàn đi về không đủ, tầm 150 đi, thì mọi người bỏ thêm 150 nữa, 1 triệu món 50. Còn nếu mọi người chơi tiết kiệm thì mọi người vẫn thể đủ trong 1 triệu đấy đó. Còn Hạnh ở đến ngày hôm nay thì 1 triệu anh vẫn chưa xài hết, vẫn còn tiền để mai mình có thể đi đi đây đó và đi lên Đà Lạt nữa. Nếu mọi người đi 2 người á thì mọi người sẽ share với nhau được tiền phòng và tiền xăng, thì nó sẽ tròn trỉnh trong vòng giá 1 triệu thì rất là ok. Và còn nếu mà các bạn đi với người yêu các bạn bao thêm người yêu của bạn nữa thì giá sẽ đội lên gấp đôi nha. Đó. Rồi ở đây có những địa điểm rất là nổi tiếng, ở đây thì có thác Đầm Ri nè, rồi những cái điểm check-in trên quán cà phê trên núi nè, và những cái địa điểm Hạnh đã từng quay cho cả nhà xem đó, cũng rất là đẹp đúng không? Đó. Còn về vấn đề mà mọi người lên đây thuê thuê khách sạn thì nó cũng không quá khó đâu, cũng dễ lắm. Khách sạn này rất là nhiều mà, mọi người chỉ cần lấy bản đồ mọi người tìm nó ra ha. Rồi thì Hạnh cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết cái video của Hạnh ngày hôm nay. Rồi bây giờ Hạnh tiếp tục edit video cho cả nhà cùng xem. Thì mọi người yêu quý kênh Hạnh thì cho Hạnh một like video, một subscribe kênh và bật thông báo chuông lên nha. Thì khi Hạnh ra video mới thì mọi người có thể xem được những cái địa danh nổi tiếng ở khu vực khắp nơi ở trên đất nước Việt Nam mình. Đây cái quán này Hạnh cũng vô tình đến thôi. Thì đây là quán cà phê sạch sạch rất là đẹp ở gần cũng ở Bảo Lộc. Đây là quán cà phê bút ha, cà phê bút ở nhà ha. Đó. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái kênh của Hạnh và xem hết video của Hạnh ngày hôm nay. Rồi, tạm biệt mấy bạn cả nhà nha. Thôi anh đi edit video tiếp đây. Bye bye.